Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 18 tháng 6 của báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Hòa Bình nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 26 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất có thể dưới 21 độ C. Chuyển sang phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, riêng khu vực Trung du và đồng bằng ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 27 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất có thể dưới 25 độ C. Còn với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 28 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Qua đến khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có nơi cấp 4. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 27 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ C. Riêng Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 18 đến 27 độ C. Xuôi xuống khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C. Vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng trời ít đến quang mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trong khoảng từ 31 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm trung bình từ 57 đến 63%. Chuyển sang khu vực miền núi phía Tây, trời ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 29 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm trung bình dao động trong khoảng từ 59 đến 63%. Còn với khu vực thành phố Hà Tĩnh, trời ít đến quang mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ tại thành phố Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 31 đến 39 độ C, độ ẩm trung bình 60 đến 63%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 18 tháng 6.